Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nâng cấp nhận 50 tỷ tiếp cận có hiệu là EvoPay các bạn. Thì để tham gia nhóm này, các bạn click vào link mô tả như video mà tôi sẽ tạo chatbot này. Một tiếp cận EvoPay này 0.025 đô. Bấm chọn nâng cấp các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xuống iGov này cho ngày 3 tháng 7 và có ngày 4 tháng 7 các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xuống nhấn chat nữa nè. Bạn lưu cấp xa các bạn. Sau khi bạn lưu cấp xa xong, bạn bấm Ion Notebook các bạn để bạn lưu cấp xa các bạn. Rồi, mình đã lưu cấp xa xong, bắt đập lên nè. Các bạn xuống tiếp kênh seller nè. Rồi, tiếp tục công follow từ Twitter và đi Weebot nè. Xin tạo Twitter thì các bạn tiền bài của nó các bạn. Bài nào đâu ta. Rồi cái bài này các bạn like nè các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Bấm vào ship mấy gì tên nè. Rồi tiếp trên chat nè. Don. Tiếp tục các bạn gặp đường liên Butterfly từ Twitter mình nha các bạn. Nhìn bằng anh cục nó thì màu sơ. Nhìn bằng anh cục xe nè. Các bạn sẽ chấp liên kết các bạn. Nhìn lại cho bot. Tiếp tục các bạn gọi địa chỉ BNB cho nó trên bet 20 trên chút collect luôn nha các bạn. Nhìn các bạn gọi cho bot. Tiếp tục con chân tiếp con trả lời. Xong xong bắt đập bấm đón. Submit you to Twitter retweet bot. Thì các bạn follow Twitter and Reddit. Nhấp vào đây. Trên Twitter các bạn theo dõi người ta các bạn. Các bạn like nè. Like cho trang Twitter nè. Các bạn tầm 5-10 bạn mình vào đi nha các bạn. Các bạn Twitter nè. Sau khi Twitter đi xong thì các bạn bắt đập nè. Các bạn nhấp vào bài cảnh cùng nhấp vào mô sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn ra Twitter nha các bạn. Rồi các bạn ra cho bot nè. Tiếp tục bấm set fit cảm nhận tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 50 tỷ tiếp cận Airway nha các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.